Xem một Linh Tuấn Hằng giới thiệu các bạn, đây là bó hoa rất là đắt đỏ, rất là hiếm, gọi là hoa sâm ngọc linh. Sau khi thu hoạch những hạt chín rồi, còn lại những hạt lép, hạt lon này này, những hạt này có đặc điểm là rất là ngọt, rất là tốt. Bây giờ mình sẽ cắm một cái bó hoa đẹp để trưng hay làm kiểng sao cho nó không bao giờ héo mà không bao giờ tàn nhé các bạn nhé. Thì đầu tiên mình cần phải có một cái bình nước, nước thì cắm nó mới tươi được, phải không? Những cái nước này nước đặc biệt. Và những cái hoa này để đẹp ấy, thì mình sẽ cắm này, cái ngắn ở dưới đó. Đó, những bông ngắn này mình cho ra ở dưới này, những bông cao này mình cho lên trên này, bông cao nhất thì cho lên trên cùng này. Thì để cắm như này thì mình cứ chọn bông cao nhất mình cầm, xong rồi mình chọn những cái bông thấp hơn mình quấn xung quanh bông cao nhất, lại thấp hơn là quấn lên bông cao hơn, sau đó mình thả vô thôi. Chỗ này là mình cắm tận lửa ký hoa nhé các bạn nhé, lửa ký hoa vô một cái bình. Trong cái bình này thì cũng là cái bình mà mình cũng cúi rồi, thả xuống nhanh quá thả xuống nhanh quá các bạn ạ. Lắc lắc tí cho nó đều đi, hai cái bông này nó đang hiện nó đang dài quá, đang dài quá thì mình sẽ ngắt nó bớt đi, cho nó ngắn bớt đi, ngắn bớt đi. Thế mình sẽ cho nó vào đó. Đây này, cái lọ nước này là mình đã cắm hoa từ lọ rồi hả, mình cắm hoa từ lọ rồi, mình cắm hoa từ lọ rồi, bây giờ mình cho thêm vào, mình cắm cái lọ này cho nó đẹp đó. Thế này thì các bạn để các bạn yên tâm, không bao giờ nó thúi được, không bao giờ nó tàn được. Cái lọ hoa, cái bình hoa này sẽ vô cùng đẹp các bạn trưng từ giờ đến Tết, cái Tết sang năm hay Tết 10 năm sau nữa thì nó vẫn cứ đẹp các bạn nhé. Thì khi cắm các bạn lưu ý là chọn những cái nào mà nó nhiều bông đẹp này, mình phô ra ngoài, có nào mà nó rụng bông, rụng hạt đẹp thì mình cho vào trong nhé. Tí nữa mình sẽ lấy đũa, mình đẩn những cái hoa nó ngắn nó xuống đây này. Đó là nó nhìn nó rất là nhiều bông. Và đây là hoa sâm ngọc linh, núi ngọc linh chứ không phải hoa sâm tàu nhé. Nó sẽ rất là thơm, nó không bị gắt như hoa tàu đâu. Màu nó rất là ngọt, ngon á. Đó, một bình hoa chẳng bao giờ tàn. Các bạn thích những cái bình hoa như này về làm cảnh sưu tầm thì cứ liên hệ với sâm ngọc linh Tuấn Hằng. Mình gom trên núi những bông hoa, những cây hoa sâm ngọc linh để trồng bán hoang dã trên núi ngọc linh đó. Mình gom hết về mình ngâm. Mỗi bình nhà mình ngâm lửa ký các bạn nhé, lửa ký hoa các bạn chừng 10 năm không tàn, hết nước thì lại thay nước rồi. Rồi, cảm ơn cả nhà, nhớ like đăng ký kênh của Sâm Tuấn Hằng để ngắm nhìn những cái củ sâm mới mỗi ngày hoặc những cái bình hoa mới mỗi ngày. Các bạn thích cái gì thì cứ liên hệ với mình. Cảm ơn mọi người, xin chào, chúc tất cả sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc.